Hello, chào tất cả các bạn ha. Vừa qua thì mình có review về cây vợt Miuno Forte 10 Power đồng hành thành công nhất đối với cái vận động viên Mohamed Hassan luôn. Và nếu đã có Hassan rồi thì không thể nào thiếu cái người đồng đội của anh ấy, chính là Hendra Setiawan. Và nếu xét về thành tích á, thì Hendra Setiawan còn có cái thành tích vĩ đại hơn, bởi vì anh ta có 4 lần vô địch thế giới nè, 1 lần vô địch World Cup và đặc biệt nhất á, là 1 lần vô địch Olympic luôn, chính là vào năm 2008. Hôm nay á, mình sẽ review cho các bạn cây vợt hiện đang đồng hành cùng với huyền thoại Hendra Setiawan, đó chính là Victor Thuster F Enhanced Edition nha. Và còn một điều đặc biệt hơn hết nữa, đó chính là đây, hiện tại là mình đang sở hữu cái cây Victor Thuster F Enhanced Edition luôn nha các bạn. Nên chính vì vậy, trong cái bài review này á, mình sẽ cho các bạn những cái đánh giá chân thực nhất về cái em hàng siêu phẩm này nha. Ở đây mình thấy có cái bảng logo cây vợt, bạn nhìn vào các bạn thấy là có chữ Thuster F Victor này, trên đây thì có hình của đại diện là cái con chim ưng, thì chứng tỏ đây là một cái cây vợt nó thiên về sức mạnh và tốc độ, đại diện cho cái con chim ưng các bạn nha. Đầu tiên nhìn vào phần thiết kế thì đập vào mắt mình đầu tiên á chính là cái phần khung vợt, thì các bạn thấy là cái phần khung vợt của chúng ta được thiết kế theo dạng là nó rất là vuông luôn. Nó vuông và nó được thiết kế là dài các bạn ha. Vuông và dài thì cái khung này mình nghĩ á, là anh em nào mà mới mua về tập làm quen á, thì sẽ cần có một cái thời gian để có thể làm quen với cây vợt này, vì cái khung này là một cái khung khá là đặc biệt. Về phần đũa vợt thì cái đũa này mình thấy khá là mỏng, mình nghĩ là cái đũa này khoảng 6.6mm các bạn ạ, siêu mỏng luôn, ngang với 88D Pro ha. Với cái việc thiết kế đũa mỏng như vậy, mình nghĩ là sẽ hỗ trợ rất là tốt cho các long thủ khi mà sử dụng trên sân đấu, chúng ta đánh liên tục phản tạc phòng thủ nè, hoặc là đánh nhờ cầu liên tục, thì cây vợt này mình nghĩ là sẽ hỗ trợ rất là tốt. Và đặc biệt mình rất là ấn tượng với cái phối màu trên cây vợt Victor Thuster F Enhanced Edition mới này á, thì đầu tiên đập vào mắt mình là cái tông đen chủ đạo nè, cho sự mạnh mẽ, điểm nhẹ thêm các cái họa tiết màu vàng gold nè, màu trắng nè, màu xám nè, tạo nên một cái tổng thể mình thấy là nó rất là hiện đại luôn. Qua phần thứ hai là về phần công nghệ trên cây vợt Victor Thuster F Enhanced Edition này, thì nhìn vào có gì thì mình cái đó ha. Đầu tiên á là cái khung vợt của chúng ta, thì đây là một cái khung vô cùng đặc biệt luôn, với tên gọi là Chi Formation. Thì Chi Formation này là cái khung tổng hợp nha các bạn. Thì đầu tiên ngay chỗ phần ở dưới, ngay chỗ cái khớp chữ T của chúng ta thì sẽ là cái khung aerodynamic, là cái khung vác sáu cạnh nè. Xích lên trên chút xíu thì ngay chỗ cái phần này thì sẽ là cái khung hợp nha các bạn. Và xích lên trên, kéo dài lên trên cái phần đỉnh vợt của chúng ta thì là sẽ là cái khung aero, là cái khung vác nha các bạn. Thì với việc cái cây vợt của chúng ta được tích hợp cái khung dạng tổng hợp như thế này á, thì nó vừa đảm bảo được cho người chơi sử dụng trên sân đấu có được những cái pha đập cầu mạnh mẽ, và khi sử dụng ở các cái pha phản tạc phòng thủ thì cái đầu vợt của chúng ta nó cũng rất là linh hoạt ha. Nên chính vì vậy cây vợt này không những cho các bạn khả năng tấn công mạnh mẽ và khả năng phòng thủ nó cũng đáp ứng rất là tốt luôn. Đi sang phần đũa thì đầu tiên đập vào mắt mình là cái công nghệ vô cùng đặc biệt, đó chính là anti-torsion system. Đây là cái công nghệ vừa được Victor họ cho phát minh ra, thì nó chỉ được tích hợp trên những cái cây vợt thuộc dòng chim ưng. Hồi nãy là có cái logo chim ưng nha các bạn, là cái dòng Thuster của nhà Victor. Thì cái công nghệ này á thì nó sẽ cho cái đũa vợt của chúng ta có khả năng chống bằng xoắn và tăng cường cái độ đàn hồi, nó giúp anh em long thủ mà khi sử dụng trên sân đấu chúng ta đánh thì nó sẽ hạn chế tối đa cái việc rung vác cho chúng ta đánh nhồi cầu liên tục ha. Ấy, ở phần đũa của chúng ta mình thấy là còn có thêm cái công nghệ Pyrofile nè các bạn. Thì cái Pyrofile này là cái carbon tổng hợp nha. Nó sẽ giúp cái cây vợt chúng ta nó hạn chế rung lắc. Carbon này là cái carbon liên kết cường độ cao, mật độ cường độ cao các bạn. Nó sẽ hạn chế rung lắc, giúp cho cái pha đánh cầu trên sân đấu của các long thủ thì nó sẽ diễn ra nó mượt mà hơn. Và cuối cùng cái công nghệ nổi bật nhất trên cây vợt Victor Thuster F Enhanced Edition này á, đó chính là cái công nghệ cán cầm FreeCore nha các bạn. Đó, thì FreeCore này á là cái cán được làm bằng mũ và nó trong suốt các bạn nha. Đó, từ cái phần này nè, nó thiết kế trong suốt đến cái phần này luôn. Nó không có làm cái phần cán gỗ này nha các bạn, mà nó làm bằng cán bằng mũ và lỏng ở bên trong. Đó, thì với việc thiết kế cái cán như thế này á thì cái đũa cây vợt chúng ta nó sẽ được kéo dài từ ở đây xuống tới tận đây luôn. Đó, thì nó sẽ giúp người chơi khi mà sử dụng trên sân đấu á, nó có được cái độ uốn cao hơn, thì nó sẽ giúp đập ra được những cái pha cầu nó uy lực và nó nặng hơn nha các bạn ha. Và thêm một cái đặc biệt nữa với cái cán cầm FreeCore này á, thì các bạn sử dụng các bạn không cần phải lo là cái gỗ chúng ta mục, bởi vì nó được làm bằng mũ nha. Qua phần thứ ba mình sẽ giới thiệu cho các bạn về thông số trên cây vợt Victor Thuster F Enhanced Edition này. Đầu tiên là cái phiên bản mình đang cầm trên tay là cái phiên bản là trọng lượng 4U nha các bạn. Thì cái cây này còn có thêm một cái phiên bản 3U nữa, mà thường 3U là rất ít người chơi sử dụng ha. Đến cả Hendra Setiawan thì anh ta vẫn đánh cái cây vợt 4U thôi. Thứ hai là chuôi cán vợt là G5 các bạn, cái cán cầm G5 thì nó phù hợp với đa số người chơi châu Á luôn. Và ở đây mình thấy là cây vợt của chúng ta cái sức căng tối đa của nó có thể chịu được là lên đến tận 31 lbs, là tận 14 kg các bạn ơi. Một cái sức căng chỉ dành cho các vận động viên có cái tay khá là to ha. Ngoài ra thì nhà Victor họ cũng show ra được cái độ cứng đũa, thì cái độ cứng đũa của cây vợt ở đây mình nằm ở mức là trung bình cứng các bạn. Cái điểm này nó nằm ngay hơi xích về cứng một chút xíu.
Như nãy đầu video mình có nói là cái cây vợt này mình đang cầm trên tay là cái của mình luôn, mình hiện đang sở hữu. Thì cái cây vợt này trước đó mình đã trải nghiệm qua trong vòng 4-5 tháng rồi. Cảm nhận đầu tiên của mình khi và cầm vào cây vợt này là cây vợt này khá là khó đánh các bạn ha. Cái đũa nãy mình đo như các bạn thấy là cái độ cứng đũa của nó rất là cao luôn, lên tới 7.3, siêu siêu cứng luôn. Và kết hợp với cái đường kính đũa siêu mỏng là 6.6mm tạo nên một cái cây vợt này khá là khó đánh, yêu cầu người chơi phải trình độ trung bình khá và có một cái lực tay tốt có thể đánh được. Nếu mà bạn nào lực tay yếu khi mà đánh cây này thì đánh chứ cộng sẽ không ra lực được nha. Thêm một cái điểm khó nữa trên cây vợt này là các bạn thấy là cái bề mặt khung của chúng ta nè, được thiết kế là nó vuông và nó dài, nó bo tròn hai bên đó, nên chính vì vậy khi mà người chơi mới lần đầu như đánh cái cây Yonex, cái cây Lightning á, khi mà cầm vào cái mặt khung này thì sẽ khá là khó chịu, các bạn đánh cạch cầu rất là nhiều ha. Nhưng mà bù lại á, nếu mà các bạn đã quen thuộc với cái mặt khung vợt này rồi á, thì các bạn đánh cái điểm ngọt của nó rất là đã luôn. Nó đánh mà khi một cái phần là đũa cứng nè, một cái phần là cái điểm ngọt nó nhỏ, nhưng mà khi mà các bạn cảm nhận được cái điểm ngọt của nó thì các bạn đánh cái cây vợt này á, nó bộc phát ra các cái quả cầu có độ nhanh rất là cao luôn. Và đây là cái điểm mạnh của cây vợt này ha. Mình thấy là cây vợt này nó thiên về đánh nhanh nhiều hơn. Cái cây vợt này á thì cảm nhận đánh của mình là nó giống với 88 Pro, nhưng mà cái cây này nó sẽ cho bạn đánh ra những cái pha cầu tốc độ nó nhanh hơn, nhưng mà bù lại thì cái cây 88 Pro nó sẽ cho bạn đập ra cái quả cầu nó nặng hơn các bạn ha. Nên chính vì vậy á, khi mà các bạn cảm nhận là đánh cây 88 Pro và các bạn thấy nó hơi chậm thì các bạn có thể chuyển qua sử dụng cây Victor Tutor F-Nail này. Mình đánh giá đây là một cái lựa chọn rất là chính xác ha. Còn nếu về xét về cái độ khó đánh như mình nói thì cây 88 Pro là 10 điểm trên khó đánh đi, thì cái cây vợt này sẽ là 9 điểm các bạn ha. Hồi xưa mình đánh cây 88 Pro xong mình trải nghiệm qua cây này thì mình đánh được liền, không có quá là khó đánh. Bởi vì như nãy mình thấy cái trọng lượng của nó cũng không là quá cao ha. Về cái phần tấn công thì cây vợt Victor Tutor F-Nail này mình chấm cho nó là 8/10 các bạn ha. Cái cây này á, như nãy mình nói là cái đũa nó khá là cứng, nên khi các bạn sử dụng là lực tay không đủ á, chúng ta đập những cái quả cầu cuối sân thì nó khá là đuối. Như các bạn thấy là Asan thường thường anh ta đập cuối sân là anh ta đập chéo thôi chứ anh ta không có đập thẳng ha. Bên kia họ bung lên đập tích mai luôn á. Cái cây này bà đặc biệt cái cây này điểm mạnh của nó là ở những cái quả đập cầu nhồi, chúng ta đập nhồi xong chúng ta lên lưới chúng ta bắt luôn thì cái này sử dụng rất là tốt. Và ở các cái quả đập cầu chéo sân á, bên kia họ phát bắn qua và mình gõ chéo á, thì cây này cũng rất là lợi hại nha các bạn. 8/10 nha. Còn về cái phần phòng thủ á, thì cây vợt Victor Tutor F-Nail này mình cũng cho nó là ở thang điểm 8/10 luôn nha các bạn ha. Cái pha phản tạc vào phòng thủ trên cây vợt này đánh khá là ngon luôn. Bên kia mà họ đập mà những cái cầu ngang á là mình tạc lại một cái xong rồi mình giành thế chủ động luôn. Cây này mình thấy đánh phản tạc phòng thủ khá là ngon, khá là nhanh nhẹn các bạn nha. Mặc dù cái nó thuộc dòng Tutor là cái dòng vợt thiên về khả năng tấn công, nhưng mà mình đánh giá cái cây này khi mà sử dụng đánh phản tạc phòng thủ cũng cực kỳ ngon luôn. Như các bạn thấy á, cái vận động viên CTA One á sử dụng cây vợt này là anh ta đánh ở vai trò đánh lưới các bạn nha. Rồi, tổng kết lại về cái yêu cầu trình độ chơi thì mình nghĩ cây này là trình trung bình cộng trở lên, chơi cầu trên 3 năm và có đi học cầu mới có thể đánh được cây vợt này ha. Bởi vì mặt khung nó thiết kế mới nè và cái đũa của nó cũng rất là cứng, yêu cầu một lực tay khỏe mới có thể đánh được. Ok. Và đó cũng là bài đánh giá của mình về cây vợt Victor Tutor F-Nail Enhanced Edition này. Nếu bạn nào thấy video này hay á thì nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Thú thật với các bạn luôn á là trong thời gian dạo này á, mình ít đánh cầu nè, mình không có đi học cầu nữa. Nên chính vì vậy mình đánh này mình đánh lại mình đánh khá là đuối. Giờ mình đánh là mình chỉ đánh được cây V88 thôi. Mình không đánh được cái cây 88 Pro luôn, không đánh được cây Tectonic 7C. Và hiện bây giờ nãy cầm lên cây Victor Tutor F-Nail này mình đánh cũng đau vai quá các bạn ơi, yếu quá rồi, giờ chỉ đánh V88 thôi các bạn ơi. Nếu mà muốn đánh tốt lại như xưa là mình phải đi học cầu đồ lại ha. Rồi, ok, đó là chia sẻ của mình, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.